Hello mọi người nha. Đây là con quay 208. Cái con xe mà anh em tìm nhiều nhất trong cái dòng quay y, anh em rất là thích. Một phần là cái xe này, cái cách phối màu của nó rất là đẹp nha. Quay y 208 tem chữ Z lớn. Phần thứ hai là cái dòng này, cái đời này là cái máy chất nhất trong hệ quay y. Cái đó là theo cái bản thân của em, cá nhân của em nhận xét thôi. Còn anh em thấy cái nào nó hay hơn, nó tốt hơn, cái đó là tùy theo cái sở thích của mọi người. Có nhiều anh em thích đời 2010 này kia, em thì thích cái mẫu này, đời 2008 này, màu trắng này luôn. Đúng là trắng ngọc trai luôn nha. Con này máy rất là dữ. Người nghe cái tiếng bô không? Cái tiếng bô nổ nghe rất là lực nha. Kiểu như là nó dày hơi á, hơi hám đầy đủ á mọi người. Con này đời 2008 nha. Sơn si zin, máy zin. Áo sáng đẹp, liền lạc luôn. Chó zin. Có vệ sinh bao tay, cao su các kiểu nè. Đó, còn lại thì nó zin hết, căm móc zin. Nước sơn zin. Rồi bây giờ em vô phần chi tiết cho mọi người nha. Con này là xe nhập Nhật nha mọi người, xe nhập Nhật. Cái này là cái mặt đồng hồ của nó còn đầy đủ chữ nghĩa lắm. Do là trời người ta để ngoài mưa nắng á, cho nên cái mặt đồng hồ nó có phai màu ha. Phai màu. Km 12.000 cây đúng, cái máy chạy rất là dữ luôn, rất là mạnh. Rồi. Màu trắng này là trắng ngọc trai, mọi người mà ra nắng á nó sẽ ra cái màu vàng vàng. Giống như cái màu vàng của ngọc trai, màu trắng sữa. Này là em full đồ cho mọi người nha. Rổ nè, kính nè, đầy đủ luôn. Mọi người mà nhanh gọn em gắn ba ga các kiểu cho anh em mình về sử dụng luôn. Cái này đi chợ, đi cà phê, đi đường xa rồi cũng rất là tiện nha. Đó. Cùng ký chữ nghĩa full chức năng nè. Đó. Đầy đủ nha. Tem tiết đầy đủ nè. Mặt đồng hồ còn nguyên nè, không có bị phai mờ theo thời gian đâu. Đi phần trên trước rồi đi phần sau nha. Đây, học yên, này là yên zin nha, da zin nè, da zin, yên zin. Đời của nó là 2008 nha mọi người. Nó cản áo này kia đẹp khích rịch luôn nha. Tới phần nắp xăng sáng bóng. Rồi, yên zin nha, không mắc form. Nó có cũ cũ theo năm tháng, nhưng mà mọi người xem cái gai góc cạnh này kia nè, nó không có bị mắc form nha. Xe mà đi nhiều nó sẽ có cái lường ngay chỗ này. Xe đi rất là ít. Yên thì zin luôn. Áo sống liền lạc theo năm tháng nha. Áo sống liền lạc mới luôn. Anh em về chỉ có sử dụng thôi, đổ xăng vô rồi đi thôi. Cái máy này rất là chất nha. Heo dầu này kia chưa một lần mở ha. Càng đề này kia đầy đủ nha, mặt đồng hồ này kia ok hết nha. Cái bình nó hơi yếu xíu. Rồi. Tới phần đĩa trước đi. Cặp đèn cày sáng đẹp. Cái này là về mọi người lau nó sơ nó ra thì nó sẽ sáng thôi, kiểu như là em để bụi đất á. Thấy không, quét cái tay bụi không? Không bắn dặm nha, hụt zin, heo dầu zin, dây dầu zin. Dây dầu chữ nó còn rất là đậm nha. Chữ nó còn rất là đậm. Đời của nó đây 1A208 nè mọi người. 1A số 8 đây nè. Đầu bò thì ok hết. Đầu bò của xe Nhật nó có nhâm nhâm theo thời gian nha. Đó. Ốc tán sáng nha. Rồi. Bên đây cũng vậy. Niền của nó là W. IDW. Lốc zin nha. Lốc zin. Mấy cái nút này còn rất là đẹp nha mọi người. Ok không? Ga càng thắng này kia còn full luôn, không có bị mòn chút xíu nào hết nha. Rồi gấp cặp te bọc sơn này kia zin nè. Ốc tán liền lạc theo thời gian nè. Ốc tán này nó muốn xuống theo thời gian nha. Đó, niền này cũng W luôn nè. Niền trước sau như W hết luôn nha mọi người. Thường là xe quay là sẽ là niền W nha. Cái gấp của nó đây nè.
để số 5208 á, mọi người nhìn xem đó, 08 nha, 12E081. Thích nhất là cái bô đời này nha, bô si, bô này đời này là bô si, cho nên là kiểu như nó bền hơn và cái tiếng nó nghe hay hơn cái đời của bô đen. Bô đen thì nghe nó hơi bụp bụp, còn bô si thì cái bô cái tiếng nghe nó thanh hơn, nó mạnh hơn. Lốc zin, máy zin nha, chỗ này nó có chạy một chút xíu, em lấy sơn em chấm lại thôi chứ không có bắn dặm nha mọi người. Nó gai cần thắng rất là cao luôn nha, không có mòn nha. Máy giữ nó hơi bị yếu bình, mọi người nghe cái tiếng bô nè, nghe nó rất là thanh nha. Lực dữ lắm luôn nha, cái hơi hơi hám nó lực đầy đủ á, cái xe kiểu như cái bê tông nó còn cứng á. Cái bô đi ít luôn, chưa đóng khói luôn nha mọi người, cũng 12.000 cây. Cái máy cực kỳ lực. Cái dòng xe Nhật này á, anh em nói là xe Nhật với xe Thái cũng như nhau, nhưng mà theo cá nhân của em đánh giá là cái xe Nhật thì cái chất lượng nó cứng hơn. Giống như là cái con xe mà bản xuất châu Âu với châu Á vậy. Đó. Nguyên bản theo thời gian nha. Rồi. Mọi người có quan tâm cái dòng này có thể nhắn em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc, thì giấy tờ thì anh em mình tự lo nha. Cái đời 2008 này á, nó là áo hai màu, còn đời 2010 này kia là áo một màu. Thấy không mọi người, đây là trắng nè, đây là màu bạc nè. Từ 2009 trở về xuống là áo hai màu nha. Xe này có vệ sinh dần ngoài sơ rồi, cho nên là sạch sẽ sáng bóng. Đặc biệt là máy zin 100% luôn, còn sơn bạc này kia zin 100% luôn. Mọi người đem về chỉ có sử dụng thôi, không cần làm gì hết, đổ xăng vô là đi thôi. Đứng ở đây là hầu như là chưa nghe tiếng máy luôn. Cái máy rất là hay, nó chạy rất là mạnh luôn. Phải nói cái đời này. Với lại cái phu neo á, là cái má đùm này nó sẽ bự hơn là cái đùm. Còn cái của quay á, là nó sẽ nhỏ hơn, nó lọt thỏm vô trong giống như của quay led. Anh em nào mà muốn lên quay này kia nhớ phân biệt mấy cái này để khi mình làm cho nó đúng. Nó sẽ khác vô cái phần thô là cái cản với là cái chóa, còn mà sơn áo này kia, cái form áo này kia thì giống nhau ha. Cái chóa của quay y thì nó hai đèn, còn cái chóa của con full nail thì nó một đèn. Anh kia anh em phân biệt cái là quay y với lại full nail, chứ anh em đừng có nói là full thái nghe anh kỳ lắm, full thái thì nghe nó kỳ lắm. Con này thì nó yếu thì em bán theo cái giá yếu, nhưng mà cái máy anh bao với anh em là cực kỳ lực. Rất là ngọt luôn nha. Mọi người đi trong phố hay là đi đường trường gì này kia nó cũng hột. Tại cái máy nó tới 125 phân khối lần. Đi đường xa này kia là kéo 80-100 là chuyện bình thường, mà đường giao thông ở Việt Nam người ta chỉ cho chạy với lắm là 60 thôi. Nghĩa là mọi người đi mà đi đường xa là chỉ cần chạy guarantee thôi là đủ cái tốc độ rồi. Giờ này cái phong trào ở Việt Nam người ta chơi xe này cũng nhiều á. Quy y tới cái mẫu 24, 23 ra thì nó hơi yếu một chút. Đó. Cái mẫu này là mẫu 22, 21 ha. Còn xe em đang đi là 208. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Chúc mọi người thứ hai một ngày đầu tuần sức khỏe, công việc hiệu quả nha. Đây là ngoài chợ. À, mọi người có cần em quay cái xe nào, tư vấn cái xe nào á, có thể nhắn em hỗ trợ cho mọi người nha. Ship toàn quốc luôn, giấy tờ thì anh em mình tự lo. Anh em nào mà có bốn món phu, hay là anh em có cái xe phu cũ á, đem về đập con này qua là tuyệt vời ông mặt trời, hết khỏi vé vàng.
Rồi, mọi người mà xem video không rõ thì mọi người có thể nhắn em để em gửi full ảnh chi tiết cho mọi người nha. Qua bên phần Zalo hay là Facebook này kia vậy đó. Đây là cửa hàng của em nha mọi người. Số nhà ở đây nha, đường 192, ST192. Bây giờ con xe em đi. Rồi, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe, công việc hiệu quả. Em đây còn mấy con nè, đung nè. Con này là màu xanh nhớt, con này đời 96, 86, rồi 86, 90, 86, 90 này, con này xả nha, giá nhẹ, dễ chơi. Con này bản 55 năm, full đỏ, bửng đỏ luôn. Này 82, 90, CD 90, rồi custom 50, Charlie con này 84, vỏ chiếc xe 1000 cây, 1300 cây. Rồi con này 78, con này 78 thì xong rồi, bán rồi, chẳng qua anh khách chưa có nhận. Đó, CD 125, án, rồi Econo, nói chung là đủ xe đó. Mọi người cần cái dòng nào có thể nhắn em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc nha, giấy tờ anh em mình tự lo. Rồi, chào mọi người nha, hẹn mọi người video tiếp theo, cảm ơn mọi người.